Mua các củ sạc, quạt tản nhiệt, sạc dự phòng cho điện thoại tại Cam Store, đây là shop của mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Bấm ngay vào đường link phần mô tả và bình luận của video. Chào mừng anh em đã quay trở lại với MA Channel Hùng Review đây. Và chào các bạn đã quay trở lại một câu hỏi tiếp theo ở trên kênh MA Channel của mình nhá. Và trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì những cái con điện thoại ngon, bổ, rẻ, cấu hình cao, kể cả hàng chính hãng, hàng sách tay nhá, và có cả hàng là nội địa luôn, mình sẽ để ngay phần mô tả bình luận đã ghi rõ cho anh em tân trong phân khúc từ 2 đến 4 triệu, 4 đến 6 triệu, 6 đến 10 triệu rồi. Anh em chỉ việc click vào và lựa chọn những con điện thoại phù hợp với nhu cầu của mình thôi. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thực ra thì đây là một cái câu mà mình nói thật với anh em hỏi mình rất là nhiều và anh em phàn nàn trên tất cả những video review của mình mà có nhắc đến ba chữ này là G99. Đây. Anh em có thể thấy là G99 mà những cái comment tiêu cực tràn ngập khắp YouTube. Thế là tại sao lại có câu chuyện như vậy? Các hãng điện thoại tại sao cứ thi nhau dùng G99? Và thậm chí nhá, có một ông comment là năm ngoái cũng G99, đầu năm ngoái cũng G99, mà đến bây giờ là giữa năm 2024 rồi mà vẫn G99. Thì nói thật với mọi người, G99 ấy sẽ còn đến tận là đầu năm 2025 và có thể là hết năm 2025 luôn. Và G99 là con chip mà mình nghĩ rằng là sẽ là phổ biến nhất trong lịch sử loài người luôn anh em ạ. Tại vì trước đây á thì sẽ có những con như là Snapdragon 625 đấy, rồi Snapdragon 665 là những con chip đến từ nhà Qualcomm mà được phổ cập ở trên tất cả những con điện thoại phân khúc tầm trung luôn. Và bây giờ là G99. Và một thời gian trước đây cũng có sẽ có những con như là Helio G85, Helio G80, anh em biết không? Nó cũng phổ cập như là con G99 ở thời điểm hiện tại vậy. Vậy thì mình sẽ trả lời cho anh em câu hỏi tại sao mà bây giờ điện thoại giá rẻ tràn ngập G99. Đấy, thì câu hỏi này đợt trước mình có làm một cái video phân tích riêng rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tóm gọn lại để cho anh em nào mà chưa nghe cái video đấy. Thứ nhất, các hãng điện thoại đều định hình cho mình một cái phân khúc điện thoại riêng, và phân khúc điện thoại sử dụng con chip Helio G99 thường là phân khúc giá rẻ, được trang bị cho những con máy có tầm giá từ 3 cho đến là 5-6 triệu. Thì đó được gọi là phân khúc gọi là sát sát rẻ thôi, chứ không phải là quá, nếu mà tầm 6 triệu thì không phải quá rẻ rồi. Vậy thì tại sao họ lại dùng con chip Helio G99 để họ phân cấp điện thoại một cách rõ ràng hơn? Đấy, nếu như mà trên 6 triệu nhá, thì anh em có thể dùng được những con điện thoại có chip 5G thì nó sẽ update thêm về phần cấu hình. Còn dưới 6 triệu thường là những con máy 4G và hiệu năng của nó ở gọi là mức tầm trung bình thường mà thôi. Đó, và một điều nữa là không chỉ phân cấp điện thoại đâu, mà kể cả những cái nhà sản xuất chip, mình ví dụ như là bây giờ là Qualcomm hay là MediaTek, thì họ không còn mặn mà với cái việc là sản xuất chip 4G nữa rồi. Tại vì cái thị trường đông dân nhất quả đất là thị trường Trung Quốc, họ đã chuyển qua dùng 5G gần như hoàn toàn. Nên là bây giờ họ sẽ thi nhau họ sản xuất, hoặc là những thị trường phát triển hơn như kiểu là châu Âu này, Mỹ này, rồi là kể cả Ấn Độ đi, cũng đã tập trung phát triển 5G và 4G nói chẳng của anh em là chạy phà phà rồi. Đó nên là họ chỉ tập trung vào cái yếu tố là sử dụng sản xuất chip hoặc là cải tiến chip đời mới 5G thôi. Còn chip 4G ấy, thì gần như đã ngừng hết tất cả mọi cái nghiên cứu phát triển rồi. Mà mình nghĩ là nó sẽ không còn những cái bản update tiếp theo. Đấy, chứ sẽ không thể nào có chip G100 hoặc G111 hoặc G112 gì đấy sử dụng chip là 4G đâu. Mà sau này tương lai sẽ đổi hết qua toàn bộ là 5G. Nên đây là cái giai đoạn gần như là chuyển giao giữa 4G và 5G. Và cái phân khúc giá rẻ là cái phân khúc cuối cùng để chúng ta chuyển đổi cái 4G sang 5G. Anh em biết là trước đây phân khúc giá từ 7 đến 10 cũng chip 4G, chip 5G đan xen một hồi, xong rồi bây giờ chuyển trên 6-7 triệu, bây giờ là 5G hết rồi. Thì bây giờ tới cái phân khúc giá rẻ, và các hãng sản xuất như là Qualcomm, MediaTek đang tối hóa cái dây chuyển của mình, tối hóa cái con chip để phổ cập ở phân khúc giá rẻ hơn. Gần đây chúng ta sẽ có một vài con chip nổi bật như là Snapdragon 480, Snapdragon 4 Gen 2, 4 Gen 1 gì đấy. Đấy, rồi chúng ta có một vài con như là Snapdragon 480 Plus. Bên phía nhà MediaTek chúng ta sẽ có một vài con như là Dimensity 700 cũng rất là phổ biến chẳng hạn. Thì đó là những con chip giá rẻ mới, và sau này sẽ thay thế cho những con điện thoại giá rẻ phân khúc tầm từ 3 đến 5 triệu thời điểm hiện tại. Đó, và tại sao các nhà sản xuất chưa vội dùng con chip 5G đấy ở trên những con điện thoại giá rẻ? Thực ra không phải là chưa vội đâu, mà nó gặp nhiều yếu tố bất cập. Thứ nhất là nếu mà để đăng ký một con điện thoại 5G và được bán thương mại tại Việt Nam, nó không chỉ đơn giản là cứ đem điện thoại về bán là xong, mà cần đăng ký với Bộ Thông tin Truyền thông này, cần mua băng tần, cần mua giấy phép các thứ, và cái chi phí đấy nó rất là cao. Và nếu mà cái chi phí đấy dồn vào một con điện thoại giá rẻ thì gần như là
không bán được và cái giá của nó sẽ lên rất cao. Thế nên thường anh em thấy rằng là những con điện thoại mà có 5G nhá, bèo nhất thì cũng phải tầm 5 củ khoai. Thấp nhất bây giờ là mình thấy là con điện thoại là Galaxy M15. Đấy, giá khoảng tầm 4 triệu mấy 5 triệu. Chứ còn mà rẻ hơn thì không có. Một điểm nữa đó là với 5G ấy, thì khi mà sử dụng chip 5G thì các nhà xuất phải sử dụng những cái băng tần internet tốc độ cao hơn này, và đi kèm với nó thì anten cũng phải thu sóng, phát sóng xịn hơn này, nên là dẫn đến cái việc là cái giá thành của cái sản phẩm nó sẽ cao hơn. Nên ở thời điểm hiện tại, phân khúc giá rẻ từ 3 đến 5, 6 ấy, thì nó là cái phân khúc mà quá khó. Nhà sản xuất họ cũng không muốn sử dụng đi sử dụng lại một con chip hoài để cho anh em nói hoài nói mãi. Nhưng mà để nâng cấp lên ấy, thì có quá nhiều lý do, có quá nhiều cái khó khăn. Đấy. Và một điều nữa này, đó là khi mà con chip Helio G99 nó sản xuất số lượng lớn như thế nhá, thì bên những nhà như là Xiaomi này, Techno Infinix đó, thì thực ra là Techno Infinix là một, Xiaomi Poco cũng là một, họ mua cái số lượng lớn chip Helio G99 thì họ sẽ có một cái giá xỉ tốt hơn. Và khi mà mua với số lượng lớn ấy, thì bắt buộc họ cũng phải sản xuất số lượng điện thoại dùng con chip G99 nhiều hơn. Nên là đó là lý do tại sao G99 bây giờ cứ mãi như thế. Đấy. Ok, hy vọng là xong qua câu hỏi, không phải câu hỏi đâu, xong qua rất là nhiều comment của anh em G99 thì mình nói thật với anh em là con G9 chỉ là con chip 4G mạnh nhất thời điểm hiện tại rồi. Không có một chip 4G nào mạnh hơn. Đấy, có chăng nếu mà sau này có một lựa chọn thay thế G99 ấy, thì đó là con chip Dimensity 6100 Plus. Đấy, và con chip đấy có hiệu năng gần như tương tự so với G99, nhưng mà thêm một cái là có 5G. Bạn Dương Vàng thì có hỏi mình là em đang dùng con ZTE Blade A72 hơn 3 tháng rồi, bây giờ gặp trường hợp là loạn cảm ứng thì có cách nào khắc phục không ạ? Khắc phục thì có 2 cách thôi, thực ra là khoảng tầm 3 cách. Thứ nhất là nếu mà gặp trường hợp loạn cảm ứng ấy, thì bạn vui lòng kiểm tra lại bạn có sử dụng cái bộ sạc nguyên bản hay không. Và tình trạng loạn cảm ứng là nó bị lúc chúng ta cắm sạc hay là dùng bình thường. Nếu mà dùng bình thường cũng bị ấy, thì nó không liên quan đến bộ sạc. Còn nếu mà sao cắm sạc bị ấy, thì nó là liên quan đến cái bộ sạc, là chúng ta đổi cái bộ sạc khác. Đấy. Thứ hai nữa là nếu mà trong trường hợp mà dùng bình thường nó vẫn bị thì bạn vui lòng kiểm tra lại phần mềm bằng cách là chúng ta khởi động lại máy để xem là còn bị hay không. Thì thường là một số con điện thoại Android hoặc là iPhone của mình nhá, đôi lúc là nó bị đơ màn hình ra, không cảm ứng, không làm gì hết. Đấy, mình cứ tưởng là toang rồi, nhưng mà chỉ cần là khởi động lại máy là nó lại ổn áp. Thì anh em có thể làm được cái điều này. Nếu mà không được nữa thì anh em còn một cách nữa là khôi phục cài đặt cái gốc để xem là có bị xung đột phần mềm bởi ứng dụng này, ứng dụng kia hay không. Nếu mà không bị vấn đề gì, vẫn sử dụng lại hoàn toàn bình thường thì ok, xong rồi. Còn cái cuối cùng đó là mang đến trung tâm bảo hành. ZTE đều có trung tâm bảo hành ở Việt Nam, đặc biệt con Blade A72 này thì anh em sẽ được bảo hành hình như là 1 năm 12 tháng. Đấy, lỗi cảm ứng các thứ anh em cũng sẽ được đổi mới hoặc là sẽ được bảo hành sửa chữa. Nói chung là cái vấn đề đấy anh em yên tâm, tại vì mình đã mua hàng chính hãng rồi thì mình sẽ được hưởng những ưu đãi của hàng chính hãng. Và bạn Tinh Long thì có hỏi mình là dưới 10M hơn xíu có con Android nào màn 144Hz, AMOLED 6-7 tỷ màu, chip siêu mạnh, sạc nhanh trên 100W, cam ổn, ngoại hình không bị bóp hiệu năng, chỉ sách tay, chính hãng đều ok. Với câu hỏi của bạn thì quá trời luôn. Nếu mà nói về điện thoại sách tay mà diện sách tay giá khoảng tầm bao nhiêu ta? 10 triệu ấy, thì tôi nói với anh em luôn ấy, con số không đếm xuể. Mình có thể lấy cho bạn một vài cái ví dụ này. Thứ nhất là nếu như mà bạn cần 10 triệu mà đúng tất cả các yếu tố bạn cần luôn thì đó là cái con EQ Neo 9S Pro 5G. Cái con này chạy con chip Dimensity 9300 Plus. Đó, con là hiệu năng siêu mạnh, điểm số hiệu năng trên 2 triệu điểm nhá. Đấy, màn hình của con này sẽ là AMOLED 144Hz, độ phân giải của nó là 1.5K. Và con này có camera 50 chấm, có cam sắc góc siêu rộng 50 chấm luôn, khả năng quay video là 4K 60fps. Đấy. Ngoài ra thì con này được trang bị có chip Dimensity 9300 Plus, số hiệu năng của nó là trên 2 triệu điểm, nên là thôi khỏi cần phải bàn về phần hiệu năng luôn đi. Pin con này là 5160 và sạc nhanh 120W, thì rõ ràng trong khúc giá khoảng tầm dưới 10 triệu, con này bao mạnh luôn cho anh em nhé. Đấy, con này là bao mạnh luôn và con này cũng sẽ không bị bóp hiệu năng nha. Còn nếu anh em muốn thêm một cái lựa chọn nữa, đó là cái con đến từ điện thoại nhà Xiaomi, thì chúng ta sẽ có cái con K70 Pro. Con này cũng siêu mạnh với con chip là Snapdragon 8 Gen 3. Đấy, màn hình của con này cũng sẽ là màn hình OLED, độ phân giải của nó sẽ là 2K, tần số quét 120Hz. Đấy, mật độ điểm ảnh của con này trên 526 PPI, tưởng nó nét căng đét luôn. Và chưa kể là cái camera của con này cũng rất là ổn áp nha, 50 chấm cam chính, có cam tele 50 chấm luôn và cũng có cam góc rộng. Con này quay được 4K 60fps và pin của con này sẽ là 5000, sạc nhanh 120W. Nói chung thì hai cái con điện thoại mình kể tên ấy, là nó là bố của tầm giá rồi, vua hiệu năng trong tầm tiền rồi. Còn nếu mà anh em cần máy chính hãng ấy, thì duy nhất một con thôi, không có con thứ hai luôn. Đó là con Xiaomi 13T, bây giờ giá đang khoảng tầm là 10 triệu 9 hoặc là 10 triệu 6.
anh em có thể mua trên Shopee thì giá nó sẽ rẻ một chút xíu, app voucher và còn hơn 9 triệu. Đấy đấy, thì trong phân khúc giá khoảng tầm 10 thì cái con này nó được trang bị tất cả những yếu tố anh em cần. Yếu tố đầu tiên là về màn hình, con này được trang bị màn hình OLED. Độ phân giải của con này cũng như hình như là gần trên Full HD Plus một chút xíu. Tần số quét 120Hz, camera chính sử dụng cảm biến IMX707 và sử dụng cái lens camera của Leica luôn. Camera tele có camera tele 50 chấm, cam sau siêu rộng, có cam siêu rộng luôn. Nói chung là trong khúc giá quanh quanh 10 triệu hàng chính hãng thì con này cam bao đẹp luôn. Mình cũng đang dùng một con đây. Và với con này được trang bị có chip là Dimensity 8200 Ultra, hiệu năng của nó là khoảng tầm 1.300.000 điểm AnTuTu, 1.200.000 điểm, cũng rất là mạnh. Nói chung là đáp ứng cái nhu cầu chơi game rất tốt, pin 5000. Và con này thì chắc là buồn của em, nhưng mà nó chỉ có sạc nhanh là 67W mà thôi. Nếu mà cái con Xiaomi 13T mà có sạc nhanh 120W nữa thì nó lại ngon quá. Được cái là bù lại là chúng ta sẽ có cái công nghệ kháng nước IP68 nên là thôi cũng tương đối là ngon rồi. Thì nói chung là hàng mới chính hãng sách tay thì chắc chỉ có 3 máy đấy thôi. Ngoài ra anh em sẽ còn có một cái vài lựa chọn nhưng mà nó hiếm hơn. Ví dụ như là OnePlus hoặc là Meizu. Meizu thì mình có thể mua được con Meizu 20 hoặc là 20 Pro. 20 Pro thì bây giờ giá nó khoảng tầm 11 triệu. Đó, nhưng mà Meizu thì thực sự là dùng hơi khoai. Tại vì cơ bản bây giờ kiếm linh kiện để mà thay khó lắm. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có tên là Hưng Weibo à? Anh Hùng đẹp trai cho em hỏi là em có hai câu hỏi. Giờ XS Max giá bối củ năm, mua cũ thì có ổn không? Facebook nghiêm nhẹ thôi, với cả là iPhone 8 Plus 2 củ 5 thì thế nào anh? Chủ yếu là để đi làm Facebook. Với câu hỏi của bạn Hùng Weibo đấy, thì mình nói luôn là iPhone XS Max mà bây giờ giá 4 củ 5 ấy thì giá hợp lý rồi. Đấy, cái giá trị của con iPhone XS Max mang lại cho bạn trong tầm giá 4 củ 5 mình thấy rằng nó vẫn xứng đáng. Nếu mà so với Android cũ ấy thì có thể thấy XS Max nó sẽ thua về nhiều yếu tố. Ví dụ thua về tần số quét, thua về pin, thua về hiệu năng. Nhưng mà cái giá trị của con iPhone XS Max mang lại trong thời điểm này thì mình đánh giá là nó vẫn rất là tốt nhé. Thứ nhất, iPhone XS Max nó sẽ phục vụ cho anh em cái nhu cầu sử dụng lâu dài khá tốt, ổn định. Đấy, XS Max thì anh em sẽ có con chip Apple A12 và RAM của nó sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong phiên bản thấp nhất là 64GB thì mình thấy hơi ít. Anh em nếu có mua thì anh em lựa chọn phiên bản 256 thì nó dư giả hơn, còn 64GB thì nếu mà để dùng lâu dài thì hơi khoai đấy. Đấy, con này vẫn có thể update được lên iOS 18 và dùng cũng tương đối ổn định, mượt mà trong khoảng tầm 1-2 năm tới, không có vấn đề gì cả. Đấy, cái quan trọng con iPhone XS Max ấy là chúng ta nhận được một cái màn hình rất đẹp, màn hình OLED, độ phân giải của nó sẽ là Full HD. Đấy, tần số quét em này chỉ là 60Hz mà thôi, nhưng mà cái màn hình của con này nó mượt lắm anh em ạ. Tới thời điểm hiện tại sau khoảng tầm là 5-6 năm ra mắt, nhưng mà cái con iPhone XS Max thì nó vẫn có một cái trải nghiệm rất là ngon. Đấy, về phần camera thì con iPhone XS Max mình đánh giá là cái phần cam của nó vẫn đủ tốt, và thậm chí là nhiều anh em nhé, nhiều chị em mà thích cái camera của iPhone XS Max hơn cả những con camera của iPhone 11, 12, 13 sau này luôn. Mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy, và chắc là mình sẽ mượn lại con iPhone XS Max để làm bài test cho anh em. Tại vì anh em có thể lên TikTok anh em tìm này, camera iPhone đẹp nhất hoặc là top những con điện thoại iPhone đẹp nhất, thì XS Max gần như là cái camera top 1, mình cũng không hiểu kiểu gì. Tại vì cơ bản là cái con này, cái cụm cảm biến của nó hoặc cái camera của nó đang ra mắt khoảng tầm 5-6 năm rồi thì đáng lý là nó phải thua xa so với những cái con đời mới, đúng không? Nhưng mà được người dùng đánh giá rằng là đây là một con trong những con điện thoại có camera thực sự xuất sắc. Đấy, so với những con điện thoại Android mà kiểu qua sử dụng thì tầm này 4 triệu năm anh em mua được đầy máy ngon, như kiểu là OnePlus 9, rồi anh em có một vài con như là Xiaomi 12X vân vân, thì có thể là so với những con đấy nó thua, tại vì thụt lùi về phần công nghệ rất là lớn. Anh em biết là một cái con đấy ra mắt từ năm 2018, còn những cái con iPhone Android lướt mà mình vừa đọc ấy, thì nó chỉ mới ra mắt 1-2 năm trở lại đây thôi, nên là nó hơn về phần công nghệ so với XS Max là quá nhiều. Rồi, pin thì con này nói chung là đuối nha, và nó chỉ ở mức gọi là dùng nhu cầu cơ bản thôi. Đấy, pin con này chắc dùng được khoảng tầm 4 tiếng, 5 tiếng hơn là đứt hơi rồi. Và anh em nhớ thay pin nếu mà pin chai dưới 80-75%. Đấy, và với cái câu hỏi của bạn là bạn ấy hỏi mình, con này dùng với nhu cầu Facebook game nhẹ thì mình đánh giá là vẫn ổn. Bây giờ bạn chỉ việc là lên Cam Store ở trên Shopee nhé, mua giúp mình cái con sò lạnh C07 thì con này chiến liên quân là mượt đét luôn. Kể cả tốc chiến hoặc là chơi PUBG thì cần gắn cái sò lạnh thôi thì con XS Max này hiệu năng của nó phải mạnh ngang 870, thật không bịp đâu anh em ạ. Cứ thử sẽ biết nhé. Rồi, còn con iPhone 8 Plus bạn bảo là mua 2 củ 5 thì dùng thế nào? Chủ yếu để đi làm Facebook thôi thì được thôi. iPhone 8 Plus trong tầm giá 2 củ 5 mình đánh giá là nó vẫn quá ổn. Đấy, dùng tác vụ bình thường mượt, Facebook, Zalo, TikTok vẫn ngon lành, thậm chí là kể cả game nhẹ nhàng thì iPhone 8 Plus vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu của anh em. Có chăng là con này nóng với cả pin hơi đuối thôi. Đấy, và cả hai con máy bạn kể tên thì đều có một cái điểm yếu chung là đều có phiên bản 64GB, và bây giờ hàng linh kiện, hàng dựng, hàng lô quá nhiều
nên là nếu mà có mua thì nhớ là kiếm cửa hàng mua để có bảo hành cho nó lành đấy. Chứ còn bây giờ giao dịch tay người dùng nhá, bạn vừa ra quán cà phê xách xe ra về nhà được 50 phút thì tự nhiên điện thoại sụp pin đấy, kiểm tra màn hình thì màn hình low, móc ra ra ngoài tiệm check main ấy thì main toàn là main dựng, thấy vân tay trong đấy đầy luôn, thua. Thế nên là anh em mặc dù bây giờ mình biết là có nhiều hàng dựng nên anh em mua ở cửa hàng thì ít nhất là người ta có bảo hành 30 ngày hoặc là 3 tháng gì đấy đỡ hơn. Còn nếu ông nào đã có kinh nghiệm rồi thì tôi không cần chỉ anh em đấy nhá. Bạn Tano có hỏi mình là anh em nào biết chỉ mình với, mình chơi Liên Quân có cách nào để nghe nhạc trong máy và chơi game cùng lúc mà không bị mất tiếng không? Chứ bật nhạc lên là tiếng game nó tắt khó chịu vãi. iOS ạ. Cái này thì nó là tính năng rồi. Không thể có một cách nào khác anh em nhé. Ở trên những cái con điện thoại iPhone thì trừ khi là chúng ta nghe gọi thì chúng ta có thể là nghe nhạc được cùng lúc thôi. Còn nếu như anh em bật nhạc ở trên Zing MP3 này, Spotify này, sau đó các bạn vào game Genshin Impact ấy, thì nó sẽ ngay lập tức tắt nhạc. Và nếu cái tính năng này nó là cái tính năng mặc định ở trên iPhone rồi, gần như chúng ta sẽ không thay đổi được nhá. Thế tại sao có lại có vấn đề như thế? Thì ở trên iPhone nó chỉ nhận một luồng âm thanh thôi. Cái loa của nó sẽ không thể nào mà phát đè lên 2, 3, 4 luồng âm thanh cùng lúc như điện thoại Android được. Nên là ok, anh em nào dùng iPhone thì chúng ta chấp nhận điều này hoặc bán một Android thôi chứ không còn cách nào khác cả. Cảm ơn anh em đã xem hết cái số hỏi đáp lần này của mình. Nếu anh em thích những câu trả lời của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.